which deck you're gonna golem? Mình lâu lắm mới chưa có clip của Osama với lại Mario. Vừa thắng hai trận thua à vừa thua một trận à vừa thắng một trận thua hai trận thôi. Phải đi, nhanh lên. Rồi hay quá. Ra đây luôn. Bây giờ cứ được tin. Not make a knife of the chest, I'm not going to miss it. Spectator very famous. Okay, Osama. Mình đang tìm Pompeo để mình kiếm đi làm clip. Tại vì lâu nay chưa có clip của Pompeo rồi. Oh, quên mất là chưa kéo friendly rồi. Sorry. Đi còn 2 tuần nữa. Oh, có bao nhiêu anh em Việt Nam đấy? Anh quên lại. Nó cho vô vào cứ nó rất là ghét anh, vì sau đấy là lần trước anh có một lần anh thấy cốt, sau đây nó không cho vào cái lan nó. Và ok, Black Panther, ok, lấy cái game. Mình đang cần làm video về Osama đã. Did you watch your AI? Oh yes. Good game rồi. Trận này khó đánh, nó phải luôn là khó đánh rồi. Meet Osama playing 3 Musketeer. Now, right now, single Musketeer. 30 on way OP. Mình xem, ôi, top 63, đang 6k4. Như vậy là nó vừa thua thằng OG. Ôi, vừa thua thằng Knack luôn. Thắng Walker, thắng thua Nicolas, nhưng mà lại vượt thua OG. Đang 16k, 6469. Hello, come on, you. Có phải vô nó có cuối. Phải bộ thôi, các bộ bên kia làm sao ăn được. Chính xác này hôm nay thôi chứ nhiều yêu, bởi vì lúc đó Ah!
Thank you.
Grrrr!